Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối mùng 7 tháng 9 vào lúc 20 giờ, tâm bão Yagi ở khoảng 21 độ vĩ bắc, 105,8 độ kinh đông trên đất liền thủ đô Hà Nội. Sức gió mạnh nhất cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Lúc 22 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 9, báo số 3 còn mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Vị trí tâm bão ở trên địa phận thủ đô Hà Nội. Khoảng 23 giờ 15 phút. Bão số 3 đã suy yếu, cường độ giảm còn cấp 8, tiếp tục đi về phía Tây, hướng huyện Phúc Thọ Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Quá trình di chuyển, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp và tam dần. Khi bão số 3 đổ vào Hà Nội, gió quần thảo giật liên hồi trong thời gian dài, cường độ mạnh khiến nhiều cây xanh ở thủ đô ngã đổ, đường phố tan hoang. Tại phố nhà thờ Hoàn Kiếm Hà Nội, phố Phan Đình Phùng, Tuyến đường Thụy Khuê Tây Hồ nhiều cây lớn ngã chắn ngang đường. Khu vực đường Đại lộ Thăng Long giao với đường Lê Trọng Tấn, nước ngập sâu khiến xe cộ không thể di chuyển. Sau cơn mưa lớn kèm gió mạnh, khoảng 22 giờ, nhiều người dân bắt đầu di chuyển ra khỏi nhà. Trên tuyến phố Phạm Ngọc Thạch quận Đống Đa, cây cối ngã đổ la liệt, nhiều cây ngã đè vào các cửa hàng quần áo. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, thống kê ban đầu của đơn vị, địa phương bão số 3 đã gây thiệt hại về người và tài sản. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác ứng phó với bão số 3, tính đến cuối giờ chiều ngày 7 tháng 9, trên địa bàn thành phố có 2 người thiệt mạng, 7 người bị thương do cây đổ. Quận Nam Tử Liêm có 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương. Quận Hoàng Mai có 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương. Quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng có 5 người bị thương. Ngoài ra, bão số 3 làm 1 người ở quận Cầu Giấy thiệt mạng, 3 người ở quận Ba Đình bị thương, hư hỏng 6 xe máy, 13 ô tô, 13 ngôi nhà của dân bị tốc máy, sập đổ một số tường bao, hư hỏng công trình thủy lợi, gây sự cố mất điện 17 trạm bơm, 15 xã của huyện Thanh Oai bị mất điện. Bão số 3 làm đổ gần 6.145 hecta lúa, gần 16 hecta rau màu, 2,2 hecta cây ăn quả, úng ngập 47 hecta lúa, 26,5 hecta rau màu. Đặc biệt, bão số 3 gây thiệt hại lớn về cây xanh với 2.455 cây đổ và 273 cành gãy. Trước đó, tối mùng 7 tháng 9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu các sở xây dựng, giao thông vận tải, công thương, công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Tổng công ty Điện lực Hà Nội tập trung xử lý thông đường giao thông sau bão, khôi phục cấp điện phục vụ tiêu nước, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân thủ đô. Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đã yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện, phải huy động tối đa, bảo đảm có điện cao nhất và khắc phục sự cố nhanh nhất, duy trì cung ứng điện khi có mưa lũ xảy ra, đặc biệt bảo đảm điện phục vụ cho các công trình tiêu úng, thoát lũ. Các địa phương, đơn vị theo dõi sát tình hình bão, lũ, chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn. Bắt đầu từ sáng mùng 7 tháng 9, nhiều đợt mưa lớn kèm gió rít thổi liên tục trên khu vực phía nam cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh khiến nhiều thuyền, nhà bè bị thổi bay, nhấn chìm. Dù trước đó ngư dân đã ra cố neo đậu đúng nơi quy định, nhưng với sức gió cấp 14, giật cấp 17 của bão Yaji, khiến lượng lớn thuyền, nhà bè bị thổi trôi trên biển. Nghiêm trọng hơn, nhiều ghe bị gió quật đứt neo, trôi đi hàng chục mét, sau đó bị đắm. Nhiều chiếc thuyền khi trôi đi bị va đập với các thuyền khác, gây hư hại nặng. Nhiều đồ đạc tài sản trôi trên biển. Khoảng 10 giờ 15 phút, một người đàn ông trên cảng Cái Rồng dùng thuyền nhỏ đuổi theo ghe để giữ tài sản nhưng bị gió bão giật rơi xuống nước. Chưa rõ tình trạng hiện tại. Ngư dân Nguyễn Văn Tuấn, 39 tuổi cho hay, các đợt mưa và gió giật diễn ra liên tục. Cách 5 phút lại có một đợt mưa trắng trời, tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Bất chấp gió bão, nhiều ngư dân cố gắng gia cố thêm các thuyền, bè, điểm neo đậu chắc chắn. Một ngư dân chia sẻ chỉ sau vài đợt gió và mưa lớn, một chiếc thuyền nhỏ của vợ chồng tôi đã bị nhấn chìm giữa biển. Vợ chồng tôi chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì khác. Sau bão, không biết nhà sẽ lấy thuyền ở đâu để đi vớt lưới, đánh cá. Ngư dân Hoàng Chính Đức, 46 tuổi, chia sẻ, chúng tôi nhận được thông báo của biên phòng về diễn biến của bão số 3 và yêu cầu chúng tôi di chuyển tàu thuyền về đây để tránh trú. Khi bão đổ bộ, chúng tôi sẽ lên bờ để đảm bảo an toàn. Dù vậy, chúng tôi vẫn không thể yên tâm trước mưa bão ngày càng lớn gió giật mạnh nên vẫn đứng trên bờ, dõi theo điểm thuyền neo đậu. Nhiều tàu thuyền dù đã neo đậu, đứng vững, nhưng người trên thuyền vẫn đối mặt với nguy hiểm vì không có cách để vào bờ. Trong bản tin sáng mùng 7 tháng 9, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp, JTWC của Mỹ, đưa ra một dự báo không mong muốn. Bão Yazi, tức bão số 3, sẽ suy yếu rất chậm trong khoảng 6 tiếng kể từ khi đổ bộ, lúc nó đi qua đồng bằng Bắc Bộ của nước ta. Sự suy yếu rất chậm này là do cơn bão có thể gặp hiệu ứng đại dương nâu, cũng có khi được gọi là hiệu ứng nước nâu. Đây là một hiệu ứng đặc biệt, ít khi xảy ra và rất nguy hiểm. Theo cơ quan khí tượng Vương quốc Anh, hiệu ứng này để chỉ tình huống khi một cơn bão gần như giữ nguyên sức mạnh hoặc thậm chí còn mạnh lên khi đi vào đất liền. Như vậy, hiệu ứng này là trái ngược với hành vi của những cơn bão thông thường là suy yếu nhanh sau khi đổ bộ. Chính hiệu ứng này đã khiến cơn bão Ida năm 2021 giữ nguyên cấp độ là bão mạnh trong hơn 8 giờ kể từ khi nó đổ bộ lần đầu tiên vào Louisiana của Mỹ, theo Dịch vụ Khí tượng Quốc gia (NWS) của Mỹ được đăng trên trang Shahran, hầu hết các cơn bão có được năng lượng từ nước biển ấm. Vì vậy, khi đổ bộ sẽ suy yếu vì mất đi nguồn nhiệt và độ ẩm, tức là năng lượng của chúng. Cho nên, với hầu hết các cơn bão, lượng mưa lớn nhất thường được ghi nhận vào trước hoặc khi bão đổ bộ. Vậy tại sao một số ít cơn bão lại gần như giữ nguyên sức mạnh hoặc thậm chí mạnh lên sau khi đổ bộ? Các nhà nghiên cứu khoa học đã chỉ ra 3 điều kiện để tạo ra hiệu ứng này. Một là mặt đất rất ấm và có nhiệt độ tương tự ngoài biển, nơi bão đã hình thành, đi qua. Hai là mặt đất rất ẩm nên tương đối giống biển. Đây là lý do hiệu ứng này được gọi là đại dương nâu hoặc nước nâu. Độ ẩm cao trong đất khiến mức độ bốc hơi cũng cao. Đây giống như một nguồn năng lượng nhiệt cho bão, gọi là nhiệt ẩn. Ba là lượng nhiệt ẩn nói trên phải ở một mức độ nhất định. Như vậy, hiệu ứng đại dương nâu khiến bão giữ được sức mạnh lâu hơn sau khi đổ bộ, chút xuống lượng mưa nhiều hơn có khi là mưa ở mức kỷ lục và rõ ràng sức tàn phá cũng cao hơn. Ngoài ra, theo tin bão mới nhất của Trung tâm cảnh báo bão liên hợp (JTWC) của Hải quân Mỹ, bão Yagi đã tăng tốc sau khi rời đảo Hải Nam. Hiện ước tính di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/h, không có dấu hiệu nào cho thấy cơn bão số 3 ở Biển Đông sẽ chậm lại khi vùng không khí thúc đẩy ở phía trên Trung Quốc vẫn mạnh. Do đó, dự kiến bão số 3 Yagi sẽ đổ bộ gần Hải Phòng, Việt Nam trong vòng 12 giờ tới. Sau khi đổ bộ, Bão Yagi sẽ sượt qua phía Bắc Hà Nội, cuối cùng đi vào vùng phía Bắc của Lào và cuối giai đoạn dự báo. Theo dự báo bão của JTWC, do các điều kiện môi trường rất thuận lợi, bão Yaji dự kiến mạnh lên trong vòng 6 đến 12 giờ tới trước khi đổ bộ vào Việt Nam. Dự báo bão số 3 Yaji tăng cường lên ít nhất 215 km/h, thậm chí cao hơn trong vòng 6 giờ tới trước khi đổ bộ bờ biển Việt Nam. Sáng ngày 7 tháng 9, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh các tài xế điều khiển ô tô chạy thật chậm để che gió, giúp nhiều người đi xe máy lưu thông qua cầu an toàn giữa trời mưa bão. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Iazi, từ sáng cùng ngày ở Hà Nội bắt đầu xuất hiện mưa to gió giật, khiến nhiều người đi xe máy qua cầu Nhật Tân gặp khó khăn. Theo hình ảnh từ clip, khi lưu thông qua cầu Nhật Tân, thấy nhiều người đi xe máy rất vất vả nên năm tài xế ô tô đã cố gắng đi chậm, nối đuôi nhau thành hàng để chắn gió, dìu xe máy. Dù đoạn clip chỉ dài 13 giây, nhưng việc người đi xe máy được giúp qua cầu an toàn tạo nên một hình ảnh đẹp, ấm lòng trong gió bão. Ngay sau khi khoảnh khắc này được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người dân đã gửi những lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tới rất nhiều tài xế không quen. Đôi bên dù không hề quen biết nhau, nhưng trong hoàn cảnh mưa bão khắc nghiệt, họ vẫn được các tài xế tốt bụng giúp đỡ. Các bài viết nhận được rất nhiều lượt thả tim, bình luận. Nhiều người cho rằng, việc dìu các xe máy qua cầu của các tài xế ô tô là hành động đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn của người Việt Nam và rất đáng được lan tỏa. Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho biết, từ 7 giờ đến 13 giờ ngày mùng 7 tháng 9 tại Hà Nội, lượng mưa phổ biến từ 30 mm đến 60 mm. Dự báo chiều và đêm, khu vực nội thành và một số huyện có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10 từ chiều nay đến sáng mùng 8 tháng 9, thành phố sẽ có mưa to đến rất to nội thành và các huyện gia lâm, hoài đức, đan phượng, thanh trì, thường tín, thanh oai, thạch thất, quốc oai, đông anh, sóc sơn, mê linh có lượng mưa từ 200 mm đến 300 mm, có nơi trên 400 mm; thị xã sơn tây và các huyện phúc thọ, trương mỹ, ba vì, mỹ đức, ứng hòa, phú xuyên từ 150 mm đến 250 mm, có nơi trên 350 mm.